ở cái gốc, hết biết cái gốc luôn. Gốc này thì 6 triệu một cây giá xô nha cả nhà, cỡ 40 hoành á, chứ không có nhỏ ạ. Thì nó có mấy gốc vậy thôi, nhưng mà đa phần là 30 ăn lên ha, 30 ăn lên. Thì chân cành từ dưới lên trên đẹp hết hồn luôn. Ha. Thì cho mấy anh em xem cây lại để mình có mua được mua. Cây đẹp thiệt, chứ một cây này với cây nãy là chân cành. Nói chung cây nào cũng vậy nha, nhưng mà mấy cây đẹp quá em quay kỹ một chút. Đó. Thì chân cành cứng ngắt luôn ha, là 6 triệu một cây xô. Rồi chào cả nhà đã quay trở lại với kênh của em. Thì hôm nay em có đến vườn mai của chú Chính tại ấp Vĩnh Phú, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre, để quay cho cả nhà mình cùng giao lưu với vườn mai của chú Chính một vài lô mai ha. Nói chung thì vườn của chú Chính rất là nhiều chủng loại ha, rất là nhiều cái chủng loại cũng như cái giá cả ha. Thì cái giá thấp nhất thì trước mắt em là loại 70.000 một cây. Thì nó gồm có giảo Thủ Đức với lại cúc Trân Châu ha cả nhà, giảo Thủ Đức, cúc Trân Châu. Thì đa phần thì được xử lý đế hết rồi, nhưng mà có những cây thì chôn dưới nha, nhưng mà cây nào thì cũng quấn rễ gì hết, liền cốt hết trơn rồi nè. Thì 70.000 một cây nha cả nhà. 70.000 một cây như thế này. Cái như này là trước mắt em là cúc Trân Châu nha. Thì cũng xin báo cả nhà thêm cái nữa, thì bên nhà vườn mình được cái là có ship lẻ nha cả nhà. Từ 5 cây là bên nhà vườn mình có ship rồi. Nên cũng đỡ. Thì cái giá này là giá tại vườn, không bao ship nha cả nhà, không có bao ship. Thì 70.000 một cây á nè. Cái gốc à, củ đế nè, nút nè, nút thì rất là ok ha. Mà đặc biệt cả nhà coi cái cốt nó lực dữ lắm nha, chứ không phải như mấy cây mà em bán mai giống mà mới lú có một chọt nhỏ xíu lên nha. Là cái này cốt lực dữ lắm lực rồi. Này nuôi chắc cả 2 năm hả Chính? 2 năm rồi. Đó, cái này thì tại để hơi khít mà cái này cái đế nó cục bự chảng nè. Thì cái hàng này được khoảng bao nhiêu cây hả Chính? Mấy trăm à. À, cũng tầm khoảng mấy trăm cây á. Rồi cái hàng này là như ta, hàng này chung hàng không hay khác? Thì nó có nhiều cái loại cả nhà, từ 70 rồi 90 rồi 70 rồi 80, như hàng trước mắt em là 80 nè. Đó. Nó bự chảng luôn nha cả nhà. Cái cũ ông chôn mất tiêu thiệt tình. Nằm mày ở dưới cả nhà. Nằm tại vì nhiều khi vô đó thì đã không phải nhà vườn mình vô không có mướn thợ vô đồ đó thì trốn dưới, chứ ở xứ em thì đa phần là có quấn gãy hết. Thì nó cũng có cục bên dưới nhưng mà chôn sâu quá đừng môi nó yếu cây nào có thì ấy. Rồi Chính cầm bệnh một cầm hai cây cho mấy anh em biết cái chặng là 80 cỡ nào, nó bự chảng vậy cả nhà. Thì 80.000 cây thì đa phần cũ thì có hết đó, mà chôn mướn mấy cô chôn thì nó hơi lấp ha. Tại vì ví dụ nhà mình tự mình vô không thì nó khác ha. Thì đa phần có xử lý đấy hết. Thì cái loại này là 80.000 một cây nè. 80.000 cây cũng nhiều hả Chính? Nhiều, cũng nhiều. Bên này luôn chứ gì? Đó, nhà rất là nhiều nha, nhưng mà được cái có ship lẻ nha. Thì cái giá 70 rồi 80 này nọ, nhưng mà không có bao ship nha cả nhà. Nhưng mà có ship lẻ nha. Thì ship từ 5 cây ha. 5 cây ha Chính. Ship từ 5 cây nha. Thì vậy có 80.000 cây thì thêm tiền ship nữa cũng không, nếu như 5 cây thì chắc cũng không nhiều tiền đâu cả nhà. Để vô cái thùng đường này cũng gọn. Mà cái cốt lực ha, cốt lúc cứng ngắt luôn nè, này ghép khoảng 2 mùa hết rồi. Này mà mấy anh em mua về tòng cũng ngon nữa, tại cái cốt nó bự dữ lắm rồi, lực rồi. Này đem xuống đất trồng chừng vài mùa là hết gịch luôn. Rồi qua tới cái hàng chậu ha. Cái hàng chậu này là cái giá là 200.000 một cây phải không Chính? Cái này là từ mấy cây mình gửi hả, kiểu sao? Này 5 cây luôn đi, tại vì nói chung ở nhà mình cũng không, chú Chính cũng lớn tuổi rồi, không có gành cái vụ đóng ấy không, mà cũng gán chứ giờ không có ship lẻ thì hơi khó bán ha. Thì cái giá là 200.000 đồng một cây, nhưng mà là ship từ 5 cây ha, bưng cây là đó. Cái này ha, mấy anh em thấy không, cái cốt nó lực mà cái đế nó đẹp nè. Nè cái cũ bự chảng luôn ha. Cái cốt ghép thì bằng chân cái ha, bự hơn tay cái em nhiều lắm. Nụ nút thì ok rồi nè, mấy anh em coi nụ nút nè. Cái cành cái thân thì được sắn từ dưới sắn lên ha. Cái lô này cũ đẹp nè. Đó, này là 200.000 đồng một cây, ship từ 5 cây nha cả nhà, ship từ 5 cây, nhưng mà cái giá mà chú báo tại vườn chứ không có bao ship nha. Ship thì mình cộng tiền ship thêm. Thì
cái số lượng vườn mình làm nhiều quá nên bây giờ phải có ship lẻ rồi dạng như bán giá sỉ, thì dù mấy anh em mình tới tận vườn mua được giá sỉ thì chính bớt cho chút đỉnh này nọ chi phí này nọ, dù lấy số nhiều quá. Còn mình lấy lẻ thì cứ 200.000 một cây, cái từ 5 cây thì ship nha. Còn không có bao cái không có bao ship nha cả nhà. Gốc đẹp lắm, củ bự chảng luôn nè. Cái cốt lợt khang thân sấy từ dưới lên nè mấy anh em xem nè, cái này lật lá ra đẹp lắm. 200.000 đồng một cây. Rồi còn cái hàng mini nào nữa không Chính? Đây, cái hàng có hàng chậu tải bần nè. Bần này mình bán nhiêu? Trái bần thì 90 ha. Mình vậy là có một trái bần tắc 6 là nhiêu? Là loại này 90 ha. Bưng con kia. Bưng đại con kia nào cũng được. Thì cái loại này nhiêu? 90.000 ha. Thấy thương quá Rồi ship rồi sao ship chậu được? 7 à. Cái này chắc là khó ha. Thí dụ mấy anh em mình có tới tận vườn mua được thì có cái chậu nha, còn không có thì rút cái chậu ra chứ. Ship bảo đảm bể. Vì nó đi quăng mấy này thì không có, nhưng mà thì cái loại này cả nhà, loại này thì 90.000 thì gốc từ gốc đế rất là đẹp, nhưng mà rút cái chậu ra nha cả nhà, không phải tiếc cái chậu, chậu về nhà vườn cũng không làm gì nhưng mà ngặt cái nó bể. Rồi với lại 130 bên này ha Chính. Rồi bưng con cây luôn cho mấy anh em biết cái chặng nào ha. Mấy anh em có mua được thì mua ủng hộ nhà vườn ha. Tội nghiệp số lượng nhiều quá cũng không có gành đóng thùng mà thôi cũng gán là nè, cái cũ là cả nhà, cũ đế nè thì tàn túa nè ha. Thì loại này thì 130 nè, nằm ở chậu 1 tấc 8 ha, chậu tái bằng 1 tấc 8 thì nó là nãy nói như tâm mấy quên rồi và 130, còn cái 1 tấc 6 là 90. Cái loại này 90 rẻ dữ lắm, mấy anh em có mua đi bán lại á là có chậu sẵn vậy luôn nè, chậu sẵn luôn ha, rồi về mình mua đi bán lại rất ok. Cái này tốn bảy chừng 100.000 nước sơn nữa là mình sơn được nhiều lắm. Thì cái hàng mai ghép mini này có là thứ nhất là loại 70 nè, thứ hai là 90 ha, rồi loại 100 là loại 90, 130 với loại 200. Thì xíu nữa thì em quay qua giờ quay qua bên hàng mai lớn thì hồi xíu nữa em gạo lại cho cả nhà mình nắm rõ ha. Kế tới là bên vườn mình có một cái lô mai ghép cúc ha, đa phần cúc luôn hả Chính. Cái này cúc Trân Châu ha, gốc bự chảng luôn. Thì giá được bao nhiêu cây? Được 9 cây nha cả nhà. Gốc nó dao động cây nhỏ nhất thì tầm khoảng như cây này luôn phải không? Cây nhỏ nhất đó khoảng 20 mấy hoành, còn như cây này nó 30 mấy gần 40 nè. Cái cũ thì bự lắm, cũ thì to lắm. Thì bên nhà vườn của chú Chính bán giá xô là 6 triệu một cây nha. 6 triệu một cây, tàn tố bự lắm. Bây giờ chú vô chú đứng cho biết cái chặng nào đó chứ. Thôi, không biết cái tàn lớn đó. Đó, mấy cây chặng này nha cả nhà. Thì 6 triệu một cây ha. Cái tàn tố bự chảng à. Thì ghép cúc Trân Châu với lại hàng Đại Lộc ha, gồm có 9 cây ha, này luôn ha Chính. Cây này không? Cây này luôn. Có cây này không? Cây này quay luôn. Cây này chung không á, chung giá không á? Cây này thì lớn hơn chút. Có cây thơ Hữu Đức hả? Hữu Đức chú phục vô đó, chú đứng bợ cái tàn cái đó, có cây này đẹp quá trời đẹp nè. Thì cái giá xô nha cả nhà, còn lựa thì khác nha. Thì 6 triệu một cây ha. Cây này đẹp lắm cả nhà. Thì cũng giá xô là 6 triệu một cây. Cái tới là có cây Đại Lộc cái tàn túa đẹp quá. Cũng 6 triệu luôn ha, chung luôn ha Chính. Đại Lộc. Rồi cây Thủ Đức quá trời cái tàn Thủ Đức à. Thủ Đức cái tàn vừa bự dữ lắm, bự nha cả nhà. Bự tán ngang khoảng 1m7 1m8 vậy. To đùng à. Đây quay cái đế cho mình em xem. Đây. Gốc khoảng 35 hoành, tầm khoảng 35 hoành ha. Giờ đây có một gốc ha, nói chung nó hơi chật xíu, nhưng mà cái cây này cái thân đẹp lắm, lắc từ dưới lắc lên. Cây này lắc dáng long ha. Dáng long nha cả nhà. Từ dưới lắc lên rất là đẹp luôn. Nhưng khi nào cả nhà có nhu cầu thì nhờ chủ vườn quay kỹ lại giùm em nha. Tại cái này nó chặt chen vô cái hư cây hết, nhưng mà đẹp lắm. Cái đó thì bên nhà vườn mình có cái mặt hàng mai ghép ha cả nhà. Mai ghép này thì cái giá 2 triệu nè, gốc cũng bự chảng luôn, có cục gạch so sánh nha cả nhà mình xem ha. Này chắc tầm khoảng 30 mấy á. Rồi nó từ khoảng 20, em coi cái gốc nhỏ nhất, nó dao động từ 22 tới 30, 34, 35 luôn.
để coi có gốc nào bự hơn không. Thì nó tự dao động vậy đó, thì bên nhà vườn mình bán với cái giá là 2 triệu ha, giá sô 2 triệu cái cốt ghép bự lắm. Cái này trời ơi, cái cây này ghép hồi đời nào. Cây này dám ghép chừng 6 năm lắm ạ. Cây này lâu lắm. Thì đa phần là từ 4 năm đổ lên nha cả nhà. 4 năm đổ lên rồi, cốt bự hết trơn, mấy này cốt bự lắm, cái cốt bự hơn chân cái mà. Thì ghép Thủ Đức hết nha, đa phần ghép chỗ Thủ Đức. Đâu trong cái lô này có con cây này dám cỡ năm mấy hoành ạ. Có năm mấy hoành ha. Có bị xăm miếng nha, xăm một miếng đây. Thì lô này có cây này luôn, nó bự luôn như cục đình luôn ạ. Thì được tầm khoảng nhiêu cây hả chính? Tầm khoảng 3 trên dưới 3 triệu 30 cây đi. Là chung lô này luôn hả chính? À, cái tàn bự chảng nha, em quay sớt ra mấy nay mình không thấy kỹ nhưng mà cái tàn bự lắm nha. Cây này nó có nó bự nè. Có nhiều cây bự đẹp lắm, thì 2 triệu một cây đó. Thì cả nhà mình có nhu cầu thì liên hệ chỗ chú Chính. Thí dụ như những cây bự này đóng thùng không được thì gửi xe này nọ vậy đó. Thì chắc cũng có xếp lẻ luôn ha Chính. Đâu thì hay lựa thì cái giá nó khác dù vậy đó, nhưng mà cái giá sô thì dù mấy em về mua thì giá 2 triệu, cây nào tệ quá bóc bỏ ra, còn dù mình lựa lẻ thì nó phải nhích chút đỉnh vậy đó, nhưng mà cũng nó ngang ngang nhau không à, nên nhích cũng không cao lắm đâu. Cả nhà mình có nhu cầu thì liên hệ với chú Chính ha. Thì qua cái hàng Mai Nguyên Thủy ha, thì bên nhà vườn của chú còn những cái mặt hàng chặng này trước mắt em là loại 700 ngàn một cây nha, 700 ngàn một cây. Chú vừa vừa đứng tức còn cái chú Chính tự nụ nút nè. Cái hàng này thì nó cao tầm khoảng 1m2 tới 1m5 ha, có những cây khoảng 1m7 luôn, tàn to bự chảng 700 ngàn một cây. Tầm khoảng nhiêu cây, còn độ khoảng nhiêu cây Chính? Không nhiều không ha. Chú vô đứng cho mấy anh em biết cái chặng nào chứ. Chặng này thì 700 ngàn một cây nha cả nhà. Được rồi. Đó. 700 ngàn một cây. Hoành nó dao động chắc cũng khoảng 16 ha, 16 tới 20. Cũ đẹp nha. Đế nè. Cái này mua về tòng hết ý, cốt lực hết hồn luôn ạ. Cốt nó lực. Cái cây đa phần có cũ đế ha, chân cành thì dưới lên nè. Trời ơi. Cái lô này có tầm được khoảng vài chục cây hết nha, còn được vài chục cây. Nói chung là cây rất là cành nhánh lực ha, cốt rất là đẹp luôn. Tại vì nó có một cái vậy cả nhà, bên vườn của chú Chính thì đang dọn ra để đem ba cái mai mới về mùa tới đó, nên nhiều khi nó còn để lộn xộn đó. Thì mấy anh em mình có em quay cho mình biết cái vườn với lại cái trạng giá đó, thì mấy anh em mình có nhu cầu loại nào thì liên hệ với nhà vườn của chú Chính nha, để nhờ chú quay kỹ lại cho mình xem. Rồi kế tới là mức giá nào nữa Chính ơi? Kế tới thì bên nhà vườn mình còn, tại vì bây giờ để lộn xộn em quay những cây tượng tưng nằm ngoài cho cả nhà xem ha. Thì như cây trước mắt em là cái loại này là chậu năm, là cái giá 1,1 triệu nè. Bên nhà vườn mình bán giá 1,1 triệu ha. Rồi chú Chính bợi còn cái tàn ha. Đó, cái chặng này là 1,1 triệu một cây nha cả nhà. Thì số lượng còn khoảng bao nhiêu cây như vậy Chính? Khoảng 40 cây như thế này nha cả nhà. Thì cho mấy anh em mình nắm cái mặt hàng chặng vậy thôi, chứ bây giờ hơi lộn xộn xíu mấy anh em thông cảm nha. Bây giờ cái kế tới là cái mặt hàng là loại chậu 6 nha cả nhà. Chậu 6 thì bên nhà vườn mình bán giá 1,7 triệu một cây bự chảng luôn. Thì như nó hơi lộn xộn rồi em không có quay luống cho cả nhà mình xem được, nhưng mà mình quay những cái cây nào nằm ngoài lộ thôi. Nó nằm ngoài đường đi nó dễ đi nó. Như cái chặng như của chú Chính đang đứng là 1,7 triệu một cây ha. Đó, cái tàn cao khoảng 2,2 m ạ. Nó cũng chặng đó, tầm 2 m á. Tán ngang cũng 1,5 m tới 1,7 m ha. Gốc thì nó tầm khoảng 24-25. Như mấy cây này đâu hả Chính? Đó, thì tầm khoảng 24-25 nè. Tàn tố bự chảng luôn ha. Rồi, như những mặt hàng bên này nữa, cây này nữa ha. Cây này thì quá tí cái tàn. Nó bự lắm. Thì giờ vườn mình khá là nhiều cây nên khi chú chất lại đó thì nó không có theo lô ha. Cả nhà mình xem thông cảm với chú đứng vô cây chứ. Đó. Đó. Cái chặng này nè là 1,7 triệu một cây ha. Rồi mình còn cái hàng nào nữa không Chính? Rồi cuối cùng là bên nhà vườn mình có một lô mai lớn ha, hoành từ 30 tới 32 nha cả nhà, cao từ 2,5 m đổ lên. Thì gốc rất là to nha cả nhà, gốc rất là to, rất là lực. Thì bên vườn của chú Chính bán giá sô là
6 triệu một cây phải không chú? 6 triệu một cây, như gốc này là tầm khoảng 32 nè, cốt cành lực từ dưới lên trên nè, giá sô 6 triệu ha. Thì nhà vườn mình được 20 cây như thế này, 20 cây như thế này ha. Cây cành nhánh rất là lực. Mấy này mình mua dùm ỉn đất thì ngon lắm. Hôm nay thì cái lô này chú tính trồng nên không có đi phân hóa học nha, nên cái màu nó thì nó hơi nhạt thôi, chứ chủ yếu là đi dưỡng rễ nè. Cái bầu đất nè cả nhà, bầu đất cứng ngắc luôn nè. Mấy gốc này thì như mấy gốc này ba mấy hết rồi, đa phần là ba mấy cả nhà. 30 là gốc tệ nhất thôi chứ còn ba mấy hết ha. Chỉ có gốc bên này tầm khoảng 35-40 gì luôn nè. Thì được 20 cây lớn nè, 20 cây lớn vậy. Chân cành nè, chân cành đẹp lắm. Mấy cây này mà trồng thì hết ý ha. Cót đế nè, mấy anh em thấy vậy thì biết ở dưới bên dưới nó có phần rễ nó dữ lắm rồi. Nè. Cây này chắc tầm khoảng 38. Tổng khoảng 38 ha. Nè, chân cành từ dưới lên trên nó cứng ngắc luôn nè ha. Thì bên nhà vườn mình bán với giá là 6 triệu một cây, là giá xô 20 cây nha cả nhà. Xô 20 cây. Thì em xin nhắc lại cái địa chỉ của vườn mình là tại ấp Vĩnh Phú, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Số điện thoại của chú Chính em sẽ để trên màn hình cũng như bên dưới tiêu đề để mình tiện liên hệ ha. Ồ, như gốc này nó bự dám gần 40 hoành luôn á. Mình có 6 triệu một cây nha cả nhà. Giá này thì hết ý rồi. Rồi cái gốc đó thì nó cao từ 2 mét rưỡi tới 3 mét nha cả nhà. Này vô mình vô chỗ này chỗ chính thôi chứ. Chỗ 8 với chỗ chính. Thì có 20 cây như thế này nè, quay xương cho mấy anh em xem thôi. Quay clip dài quá khó coi lắm người, cái nào á thì nhờ bên nhà vườn của chú Chính nó quay kỹ lại cho mấy anh em mình xem nha. Rồi em đi quay gảo lại tất cả các mặt hàng một lần nữa ha. Thì cái phần mai mà mai nguyên thủy á thì gồm có loại 700. Loại 700 với lại 1 triệu 1 cũng như là 1 triệu 7. Triệu 1 á thì nó chậu 5, còn chậu 5 là tại vì bên chú Chính là ép chậu nha, chứ đúng là người ta vô chậu 6 luôn. Rồi cái phần 1 triệu 7 á thì là chậu 6, cái chậu bự chảng luôn nha. Cái tàn bự chảng lại bên nhà vườn ép chậu nè. Tàn như cây gom luôn á. Rồi kế tới là cái hàng mai ghép. Mai ghép là giá 2 triệu một cây ha, giá 2 triệu một cây xô. Thì tàn tố rất là đẹp như thế này đây. Thì hàng này là hàng 2 triệu nha cả nhà. 2 triệu một cây. Tàn tố đồ rất là ok luôn. Thì được cái bên nhà vườn mình có ship lẻ. Cả nhà mình có nhu cầu thì liên hệ chỗ chú Chính ha. Ừ. Bên này có một cái đám này nó gọn hơn xíu thì bên nhà vườn chú Chính bán 1 triệu nè cả nhà. 1 triệu một cây ha. Góc chặng này nè. Thì đây. Rồi mấy anh em có nhu cầu thì liên hệ chú Chính nha. Chặng này là 1 triệu nè. Chung cái tàn bự dữ lắm, bự nha cả nhà, ghép 4 5 mùa hết rồi, có những cây ghép 6 7 mùa luôn. Ha, là giá 1 triệu một cây á. Rồi thì có thêm cái chặng đó là bao nhiêu chứ? Hả? 800. 800. Bự chảng luôn nha, nhà tàn bự chảng luôn. Loại này là 800.000 một cây nè. Vậy là mình có một loại 2 triệu rồi loại 1 triệu, một loại 800 ha. Cũng như là có một cái hàng mai ghép là như chặng này cả nha. Chặng này thì giá 6 triệu một cây, bự chảng luôn, có mấy cây đẹp lắm. Rồi mai ghép đó thì cái hàng cúc Trân Châu với lại cúc Trân Châu với lại Thủ Đức thì có một loại 70.000 nha. Loại 70.000 thì có hai cái luôn. Thì em gộp chung đây quay nhắc lại cho cả nhà mình thôi. Thì là 70.000 cây, rồi loại 80 như trước mắt em nè. Củ đế đẹp hết, mà tại có những cây thì chôn dưới nha, 80.000 một cây. Rồi loại 101, loại 103 cũng như một loại 200. Cái này là 70 nè, bên phần nãy em xách là 80. Cái loại chậu này là 100. Chậu này nè là 200 nè, nó đẹp dữ lắm, đẹp cả nha. Chân cành từ dưới lên trên cốt lực dữ lắm lực ha. Nè. Nó đều bon vậy á, là 200.000 một cây. Tất cả các mặt hàng nhỏ nhỏ thì bên giờ vườn mình có ship, nhưng mà ship lẻ là ship 5 cây đổ lên nha. Rồi cái loại như trước mắt em là chậu một tấc tấc 3 là 101 nè, còn loại tấc 8 á thì là 130 ha, 83. Đây, như trước mắt em ở cái loại này thì 90.000 nè. Tấc 8 thì ý lộn, cái loại 1 tấc 8 này là một là 90 nha cả nhà. Nãy chú báo 90, rồi cái này là 100 loại tấc 8 là 130. Chứ không có loại 101 nha. Rồi cái loại 200 bên kia là vô chậu 2.
Rồi thì em quay sơ vậy, cả nhà mình có nhu cầu thì liên hệ chú Chính, tại vườn mình rất là nhiều mặt hàng. Quay kỹ dọn dẹn trong một clip thì nó rất là khó. Chủ yếu là nhờ bên nhà vườn chú Chính quay lại cho cả nhà mình xem, rồi mình có đặt hàng chú Chính thì chú Chính sẽ ship ha. Nói chung thì sẽ tạo điều kiện ship hết mình, từ cây lớn tới cây nhỏ luôn. Có những cái chơi nơi nó khó khăn quá thì không ship được thì cả nhà mình thông cảm đối với hàng lớn. Còn hàng nhỏ này thì ship được hết nha cả nhà. Rồi thì em xin kết thúc cái clip tại đây. Rất mong sự ủng hộ cả nhà. Chúc cả nhà một ngày thật là nhiều niềm vui cũng như là nhiều sức khỏe nha. Chào tạm biệt cả nhà.